Còn với anh Tú cần vốn để làm ăn mà chưa có tiền đủ nên con mới thử hỏi ba mượn 50 triệu. Đó, bà nghe chưa? Con làm ăn cái gì mà cần tiền? Dạ, còn với anh Tú định sang lại một quán ăn để tụi con kinh doanh. Trời ơi, ba mẹ cho con đi học nước ngoài có bằng cấp hẳn hoi, sao bây giờ mà phải đi làm cái nghề gì mà phải bưng bê phục vụ cho người ta? Kinh doanh quán ăn cũng là điều tốt mà. Gặp thời cứ phất lên rồi sao? Thôi đi. Nè, quán đâu? Nằm chỗ nào? Dạ. Ê, đừng có nói với mẹ là con không biết cái quán nằm ở đâu nha. Dạ. Tại vì hôm nay con bận quá à, nên con chưa có hỏi anh Tú nữa. Bây giờ tụi con mới có làm thủ tục thôi mà, chưa có sang quán chính thức. Trời ơi trời, sao mà con dại vậy con? Đàn bà là phải nắm tiền, không phải cái thứ gì cũng tin tưởng đàn ông mà giao hết cho nó. Mà nói vậy là sao hả? Thôi đi, để tôi dạy nó. Trời ơi, gì vậy? Ui, con phải biết cái quán nằm ở đâu, kinh doanh ra làm sao, tại sao người ta phải sang quán. Để con hỏi anh Tú nha. Mà cái thằng đó bưng bê quán cà phê, nó biết cái gì đâu mà mày đặt kinh doanh quán. À, hay là nó muốn bắt chước người ta làm ông chủ đó mà. Mẹ. Mà cái thằng đó bưng bê quán cà phê, nó biết cái gì đâu mà mày đặt kinh doanh quán. À, hay là nó muốn bắt chước người ta làm ông chủ đó mà. Ơi, chú trả tiền đây. Anh ơi. Dạ. Ủa, anh quen với anh đó hả? Ờ, tôi gửi. Dạ, cảm ơn anh. Alo, anh nghe nè. Anh có liên lạc được với anh Tú chưa anh Phương? Anh đang đi kiếm nó nè. Em cứ bình tĩnh đi. Chắc nó nhậu say rồi ngủ luôn ở quán nào rồi. Dạ. Sai quá rồi. Cảm ơn anh. Tôi không sao đâu. Để tôi đưa anh về. Tôi không sao à. Anh Tú à, buông ra đi. Tôi không sao. Anh sai lắm rồi. Đi về. Đi. Tôi đưa anh về. Đi. Buông anh trả tôi đâu. Buông nào. Tránh xa tôi ra. Tránh xa tôi ra. Để tôi đưa anh về. Tôi không sao. Anh sai lắm rồi. Đi về đi. Để tôi. Tôi ghê tởm đến người.
Đừng theo tôi. Dạ chào ông Túc Kiệt ạ. Chào cô. Ông mới đưa Bin đi không gió biển về hả? Ừ. Dạ chìa khóa phòng của ông nè. Bo cho cô đó. Dạ xin lỗi quý khách, nội quy của resort là không nhận tiền bo của khách ạ. Đây không phải là tiền bo mà là của người nhà tặng cô ăn sáng vậy ha. Ê, vụ gì mà được bó tiền vậy? Đưa đây. Ôi, ai biết vụ gì đâu. Ông này vốn khó chịu từ đó tới giờ mà. Ủa sao vậy? Được cho tiền mà sống vui? Vui cái gì nổi mà vui. Của biếu là của lo, của cho là của nợ đó. Tầm bậy. Bây giờ mình phải hiểu là của cho là của lọc, biết chưa? Thôi, lọc cái gì nổi mà lọc. Tôi không có thích đâu, tôi sợ lắm. Không nhận, cho tôi nha. Nè. Thì thôi, lọc của ai người đó hưởng. Tự nhiên ổng cho tiền tôi thấy lo lo làm sao bà ơi. Tào lao quá. Ai cho tiền thì cứ cầm, mừng thôi, có gì đâu. Bà nói với tôi thì được, chứ nói với người khác hả? Người ta sẽ nghĩ bà là đồ đạo đức giả, biết chưa? Tiền ai cho thì tôi ham, chứ tiền của ổng cho tôi lo lắm luôn. Tôi thề luôn á. Vậy để tôi san sẻ nỗi lo với bà. Hai đứa mình xài chung. Ừ, nè, xài đi. Tôi xài một mình tôi không dạng tay đâu. Bà đúng là bạn tốt á. Để tôi đổi cho nha. Nè, đổi đô lấy tiền Việt nha. Ủa, sao bà nói chia ra xài mà? Nói vậy thôi, chứ làm người ai làm vậy. Tôi đổi với bà tiền đó, tôi cũng lời được chút chút. Đợi anh Ben hả? Ừ, đợi đâu mà đợi. Ha, khuya lắm rồi đó mà chưa chịu về. Có khi nào đi overnight không ta? Mà không biết có chuyện gì không nữa. Vậy mà nói không có đợi. Anh Ben, anh tỉnh dậy đi, anh làm sao vậy? Anh Ben, anh tỉnh dậy đi, anh làm sao vậy? Anh Ben à? Anh tỉnh rồi hả? Anh làm sao vậy? Tôi không sao đâu. Tại thấy biển mát quá cho nên tôi nằm ngủ một chút xíu thôi. Vậy mà em cứ tưởng anh bị ngất xỉu không chứ. Tôi có thói quen nằm ngủ ngoài bãi biển mà. Thu đừng để ý tới tôi làm gì. Anh không sao thiệt đó hả? Em thấy sắc mặt của anh kém lắm đó. Ai mới ngủ dậy mà mặt mũi không khó coi chứ. Nhà cô ở đâu? Nhà em ở gần đây nè. Cũng khuya rồi, cô đi về nhà đi. Dạ,
Tôi về trước. Đồ quá thật. À, cô Thu. Dạ. Chuyện này cô đừng nói cho ai biết nha. Dạ. Chuyện riêng của tôi không muốn người ta nói ra nói vào. Em biết rồi. Cảm ơn cô. Khó hiểu. Người gì mà lạnh lùng quá. Anh về rồi hả? Sao em chưa ngủ nữa? Sao điện thoại của anh mà em điện em gọi cũng không liên lạc được vậy? Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm luôn không? Chắc là nó hết pin. Anh mới đi uống với thằng Vương mấy chai về. Anh ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn cơm với em đi. Thôi em ăn đi. Anh nhức đầu quá. Chắc anh vô ngủ trước. Dạ em nghe. Thằng Tú về nhà cho em. Dạ anh mới về. Em cũng đang định gọi cho anh nè. Nó có nói đi đâu không em? Em chưa có kịp hỏi nữa. Em cảm ơn anh Phương nhiều nha. Ừ, anh về ngủ đây. Đi vòng vòng kiếm nó mệt quá. Dạ. Phải ngoan như vậy. Con ngoan thì con sẽ có quà. Con của ta đeo chiếc nhẫn vô. Đẹp quá. Đẹp quá. Dạ, em tới dọn phòng. Tôi mới gọi à? Ủa, nếu không có, em xuống kiểm tra lại. Khỏi đi, lỡ rồi, dọn sạch sẽ giùm tôi. Dạ. Sẵn tiền á, cho em Bin á, ăn uống giùm, nha. Dạ, em sẽ làm. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Sao nhìn gì mày? Nhìn chọc quê tao hả? Nhìn gì? Chưa thấy hai đô hả? Đi vô mày. Trời ơi, biết nghe lời luôn ta. Ngồi trong đó. Thôi ra đây đi. Ra đây ăn. Ra đây. Ra đây. Ra đây ăn mau lên. Ra đây. Ăn đi. Mau lên. Mày ăn đi. Ăn đi. Cái gì vậy? Trời ơi, những bạch kim một toàn luôn ta. Mày á, mày còn sướng hơn tao đó. Mày có nhẫn mày đeo biết chưa?
Ăn đi. Không ăn tao đi đổ á. Đúng rồi, tự ăn đi. Có 2 đô thôi, không có đút đâu nha. Ăn đi. Mệt quá. Ủa, anh Ben uống thuốc hả anh Ben? Ờ, thuốc cảm thôi. Anh, cho em vài viên đi. Em đang bị cảm nè. Ha, em là mỹ mua thuốc quá. Nè, thuốc này không hợp với cậu đâu. Được cứu lung tung. Vậy hả? Sắc mặt của anh Ben không được tốt đó. Em nghĩ anh đi khám bác sĩ đi. Tôi chỉ bị cảm bình thường, mua thuốc uống là xong. Đừng nên làm phiền bác sĩ, họ còn nhiều việc phải làm lắm. Ừ. Không ngờ bữa nay anh Ben cũng biết nói đùa nha. Hiếm hoi lắm mới nghe anh nói đùa. Tôi sợ cậu tưởng tôi bị quá đá thật. À, ôi thật ra quá thật cũng là chuyện tốt, có thể trường tồn với thời gian. Sống lâu hay mau không quan trọng, vấn đề là mình phải sống ra sao. Anh à, bây giờ anh thích một phút vinh quang rồi chợt tắt, hay là lẻ loi suốt trăm năm? Vinh quang rồi sẽ tắt, lẻ loi suốt trăm năm rồi cũng sẽ tắt. Anh nói sao cũng được. Nhẫn đâu? Gì vậy? Có gì mà ngồi thơ thẩn vậy? Thì bà nè, bà có thấy ai có thói quen ngủ ngoài biển không? Có. Thiếu gì? Ôi, mấy anh cha mà hay say rượu đó, xỉn hay vậy lắm. Nhưng mà nếu như không có uống rượu, con người rất là tỉnh táo, mà ngủ ngoài biển thì sao? Là ai? Sao nãy giờ bà nói không có vô vấn đề gì vậy? Thôi, không nói với bà đâu, bà nhiều chuyện lắm. Hả? Ê, quê nha. Không nói thì thôi. Bà đặt nói tôi nhiều chuyện hả? Được rồi, không thèm nói chuyện với bà nữa. Anh Ben, anh có lấy phiếu ăn sáng không? Không cần đâu, tôi có việc phải đi gấp. Cho tôi gửi chìa khóa phòng.
Uống nước đi con. Dạ, cảm ơn bác. Vài ngày nữa là tới giỗ của thằng Phong rồi. Dạ, cuối tuần này phải không bác? Ủa, sao con biết? Ờ, dạ con nhớ. À, bác có nấu một mâm cơm nhỏ. Nếu được, con đến con đốt cho Phong nén nhang nha con. Dạ, nếu rảnh con sẽ tới. Ừ, uống nước đi con. Dạ. Muốn gì đây? Muốn đấu với tôi? Nhẫn đâu? Tôi nghe đây. Chào buổi sáng. Em khỏe không? Ông muốn gì nữa đây? Đừng có nóng. Anh chỉ muốn gặp em một chút xíu thôi. Hôm nay tôi không rảnh đâu. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Phải nhanh chóng lấy lại chiếc nhẫn cưới vậy. Không thể trốn tránh nào hoài được. Chỗ cũ nha em. Anh chờ em đó. Nhớ đến nha. Em ngày càng đẹp trai. Anh thích nét đẹp của em. Ông muốn gặp tôi có chuyện gì? Thích thì gặp. Đơn giản vậy thôi. Ông có thể cho tôi mượn 10 triệu được không? Anh á,
không có thói quen để người khác mượn tiền. Nếu em cần tiền, anh có thể cho em. Ngược lại, ông muốn gì? Em quá thông minh, em biết là tôi muốn gì mà. Ông có thể xác của người ta, nhưng ngược lại không có trái tim, thì nó có ý nghĩa gì chứ? Em có biết vì sao anh thích em không? Vì em rất giống người yêu cũ của anh. Đây là Phong à? Đúng, Nguyễn Hoàng Phong. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Chết. Trước kia Phong đến với anh cũng vì tiền. Những người khác đến với anh cũng vì tiền. Anh hiểu, ngoài tiền ra anh chẳng có cái thứ gì cả. Anh cần tình, em cần tiền. Như vậy chúng ta trao đổi. Em cần 10 triệu thì em sẽ có 10 triệu. Nè anh. Cảm ơn chị. Em vô trước đi, chị nghe điện thoại một chút. Dạ em vô trước. Hello honey. Dạ. Ok honey. Mà xui thiệt, tự nhiên hư đâu không hư, hư ngay cái đoạn đường này. Giờ này không biết còn tìm số xe nào không nữa. Còn á thì còn, nhưng mà khu này không có đâu. Bây giờ á mày với tao phải dắt bộ đã cặp giò luôn. Tao nói rồi, đi cái đường kia đi không chịu, tự nhiên là đi cái đường vắng như vậy. Tại tao tới đi đường tắt cho nó nhanh. Mày thử nghĩ đi, bây giờ xăng nó lên giá. Tụi này chắc cũng hư xe giống tao với mày đây. Xe đâu mà hư, mày nhìn kỹ lại coi. Mày biết không, tụi nó là đĩ đực đó. Cái gì? Mày có chắc không đó? Đừng có đoán bậy bạ, tội nghiệp người ta lắm. Khu này tao quá rành mà. Tụi nó là đĩ đực đó. Vậy lâu quá mới gặp. Đi em, chỗ dạ. Cũ nha. Đó, mày thấy chưa? Tao nói mà mày không tin. Tụi này đứng dài dài rộng, sao làm kỳ vậy ta? Thì người ta cũng vì cuộc sống của người ta thôi mày. Anh đi chơi không anh? Giá cả sao kia? Ôi cứ đi đi rồi em tính giá rẻ cho.
Cái bà đó đáng tuổi mẹ của tao. Mà thôi, tốt nhất là đừng làm như vậy, trông hèn lắm. Mà thôi kể chuyện người ta đi, kiếm chỗ sửa xe trước cái đã. Tao đẩy cho. Em ơi, kêu giùm chị chiếc taxi tới Sonata Resort nha. Cảm ơn em. Anh Tú. Sao cái anh đó nhìn quen quá vậy ta? Bồ cũ của chị đúng không? Sao, ghen hả? Em không có ghen, em chỉ sợ bị đánh ghen thôi à. Mã nó vàng nhìn quen quá, sao nhất thời nhớ không ra ta? Taxi tới chưa chị? Chị gọi rồi. Taxi tới rồi chị. Anh vừa định đi tìm em đó, là anh gặp em liền. Ủa, kiếm em hả? Có gì không? Chuyện quan trọng, kinh khủng quan trọng. Quan trọng hả? Chuyện gì? Nói lẹ đi, hồi hộp quá. Em chuẩn bị chưa? Hít thở thật sâu. Gì vậy? Chuẩn bị tâm lý chưa? Chuẩn bị sẵn sàng chưa? Hít sâu, thở nhẹ, thở nhẹ. Đó. Rồi, từ từ, mở mắt ra. Mở mắt ra. Tặng em. Ôi, áo đầm. Trời ơi, tặng em thiệt hả? Trời ơi. Trời ơi. Anh không tặng cho em. Không lẽ anh mua cho anh mặc? Vậy mà nãy nói là có chuyện quan trọng, làm ta hồi hộp muốn chết à. Đó, quan trọng là em có mặc vừa hay không. Trời ơi, nè, nói cho nghe nha, dáng em là dáng chuẩn. Chuẩn biết không, nè, chuẩn là phải ngực nhô ra. Mông nhô ra luôn. Thấy chuẩn chưa? Trời ơi, nghe em tả anh mới thấy em giống người mẫu thiệt đó. Mà người mẫu cao lắm, em cao gần bằng anh rồi đó. Tới da anh. Trời ơi, đẹp quá à. Có dây chuyền nữa nè. Ôi, cái này chắc mắc lắm á. Trời ơi, 1.350.000 luôn. Ôi, gần bằng nửa tháng lương của em đó. Mua cái gì mà mắc quá vậy? Chuyện nhỏ, lâu lâu coi như người anh này lo lắng cho em một chút xíu. Anh nghĩ em mặc cái đầm này đẹp kinh khủng luôn. Anh làm em cảm động quá. Anh à, thật sự á, phụ nữ phải biết làm đẹp mới hiểu được, mới lấy được tình cảm, trái tim của người đàn ông. Em hiểu không?
Anh Bo, sau này em giàu có, nhất định em sẽ không bao giờ quên anh đâu. Em nói là phải giữ lời đó nha. Nhưng mà em sợ cái ngày đó nó hơi xa thôi. Bậy, bậy, không xa nữa đâu. Nói chung là anh coi tướng rồi, tướng em là giàu sang phú quý chứ không có nghèo khó. Hả? Trời, biết coi tướng luôn hả? Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Anh biết coi tướng thiệt hả? Nói chung là sơ sơ. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Ngày xưa ông nội của anh là thầy tướng cực kỳ nổi tiếng, tới đời ba của anh hơi hơi nổi tiếng. Trời, tới đời anh không có làm, nhưng mà anh biết tướng em chắc chắn sẽ nổi tiếng. Ủa đâu rồi? Chủ nhân con đang nằm gì đó. Con có nhớ chủ nhân con không? Thi sĩ gì đó. Hoàng hôn đến báo hiệu một ngày sắp hết, kết thúc một ngày đẹp như vậy, không biết kết thúc một đời người có được đẹp như vậy hay không. Em còn trẻ mà suy nghĩ xa xôi quá. Hoàng hôn của em mà muốn buông xuống nó còn xa lắm. Không đâu, thầy bói nói em yếu mệnh lắm, sống được 40 tuổi là phước lắm rồi. Đấy, thầy bói nói mà em không tin hả? Em nghĩ mỗi con người sinh ra đều có số mệnh. Người ta không thể nào cãi là số mệnh của mình được. Anh không tin vào số mệnh. Nếu có số mệnh thì số mệnh của em sẽ thuộc về anh. Em thấy em có lỗi với anh quá. Tuy là thể xác của em ở đây, nhưng mà trái tim của em lại thuộc về người khác. Anh biết anh không hờn trách em, nhưng anh rất muốn gặp mặt bạn em một lần cho biết mà. Anh ấy đã đi rồi, em không còn liên lạc được với anh ấy nữa. Bạn của em chắc đẹp lắm. Lâu rồi anh không đến thăm em. Ở dưới lòng đất em có lạnh lắm không? Ông chủ, đã trễ rồi, mình về thôi ông chủ. Tôi ở lại với Phong thêm một chút nữa. Người chết rồi, xác thân vô chủ, trở về với cát bụi hư không, còn gì nữa đâu mà ông chủ liên tiếc. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng còn có Phong.
Thôi, mày uống nhiều rồi, nghe lời tao, đừng có uống nữa. Mày cứ để tao uống đi. Hôm nay tao muốn say. Mày đã lấy lại được chứng cứ rồi, mày còn lo gì nữa? Mà tụi thằng Tùng cũng quá đáng, những cưới của người ta cũng lấy nữa. Tao hèn lắm. Tao là một thằng hèn, rất hèn. Mày á, đừng có tự trách mình nữa. Ra ngoài làm ăn, chuyện lừa gạt là bình thường thôi. Trong xã hội này thiếu gì người bị lừa gạt, đâu phải có mình mày đâu. Mày không hiểu tao đâu. Tao là một thằng đàn ông hèn nhất trên đời này. Mày định uống cho chết luôn hả Tú? Mày cứ để tao uống đi, tao phải uống cho say để quên hết mọi chuyện. Cứ ai mà thiếu nợ mà cũng thấy nhục như mày á, thì xã hội này nè, nhục hết trơn rồi. Chuyện gì cũng có cách giải quyết hết mà. Ông trời á, ông không bao giờ tuyệt đường sống của con người đâu. Mày không hiểu được đâu. Bây giờ mày không nói thì làm sao tao hiểu được. Mày không hiểu được đâu. Nó nhục, nó nhục dữ lắm. Báo cáo ông chủ, anh Tú đang ngồi nhậu với anh Phương ở quán nhậu ven biển. Cậu tiếp tục theo dõi cho tôi, nghe chưa? Dạ, ông chủ an tâm. Dạ.